Xin kính chào các bác nhá. Đây là mùa hè. Mùa hè oi ả. Nhưng anh em vẫn bây giờ mấy giờ rồi cụ nhỉ? 5 rưỡi rồi nhưng mà anh em vẫn đang rất tấp nập hàng hóa gửi đi các bác mọi miền Tổ quốc này. Đấy, em lại cửa lại phát. Rất là nhiều hàng hóa gửi đi này. Các bác có nhu cầu mua sắm cũng như là đặt hàng thì cứ nhắn tin cho em. Hiện tại thì tuy là mùa hè nhưng em cũng nhập rất là nhiều hàng về để phục vụ bà con. Đó. Nặng không cô? Nó cũng nặng, còn nó bên trên. Dây loa và những cái dây AV chất lượng anh em có nhu cầu lấy thì em Dũng đang sẵn hàng. Các em nó đấy, rất là nhiều dây loa AV gửi đi các bác. Ok, xin cảm ơn các bác nha.